Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew Mỹ, người Mỹ gốc Việt khi so với các nhóm nhập cư khác thường có trình độ tiếng Anh hạn chế hơn, có trình độ học vấn thấp hơn và làm việc trong ngành dịch vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng thường có thu nhập cao hơn, ít chịu cảnh nghèo đói hơn và có ít thiếu thốn bảo hiểm hơn. Mức thu nhập trung vị của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 đô la Mỹ trên một năm. Lý do 20% Việt kiều tại Mỹ muốn về Việt Nam sinh sống. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew Mỹ, người Mỹ gốc Việt khi so với các nhóm nhập cư khác thường có trình độ tiếng Anh hạn chế hơn, có trình độ học vấn thấp hơn và làm việc trong ngành dịch vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng thường có thu nhập cao hơn, ít chịu cảnh nghèo đói hơn và có ít thiếu thốn bảo hiểm hơn. Mức thu nhập trung vị của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 đô la Mỹ trên một năm. Số liệu lấy từ cuộc khảo sát mà Trung tâm Nghiên cứu có trụ sở tại Washington DC thực hiện trong năm 2022-2023 và được công bố hôm 6 tháng 8 vừa qua. Tôi thấy cuộc sống ở Mỹ thoải mái hơn Việt Nam, chỉ có bảo hiểm nhà, xe hơi mắc, nhưng nhìn chung cũng dễ chịu, miễn là siêng năng, chịu khó làm thì công việc không thiếu, kiếm tiền cũng khá. Ông Hồng Nhật Tiến, một nhà môi giới bất động sản đã sinh sống ở Mỹ được 8 năm và đã có quốc tịch Mỹ, nói hôm 8 tháng 8. Ông Hồng Nhật Tiến hiện đang làm việc ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Quê hương của ông là thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, hiện có khoảng 2,3 triệu người Việt sinh sống ở nước này, chiếm khoảng 9,3% dân số Mỹ gốc Á trên cả nước. Đứng đầu trong nhóm gốc Á là người Trung Quốc, không bao gồm Đài Loan, với 5,5 triệu người. Trong số người Mỹ gốc Việt, 60% là dân nhập cư, 40% được sinh ra tại Mỹ, có 35% người Mỹ gốc Việt sống ở tiểu bang California và chủ yếu tại thành phố Los Angeles, theo báo cáo của Pew. Dân số Mỹ ước tính tới hôm 8 tháng 8 là gần 337 triệu người. Cục Thống kê Dân số Mỹ cũng cho biết, trong năm 2022, mức thu nhập trung vị của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 đô la Mỹ trên một năm. Còn số này thấp hơn thu nhập hộ gia đình trung bình của người Mỹ gốc Á nói chung khoảng 100.000 đô la Mỹ trên một năm, nhưng cao hơn với mức trung vị của cả nước Mỹ khoảng 74.500 đô la Mỹ trên một năm. Mức thu nhập trung vị có nghĩa là mức thu nhập ở giữa, với 50% hộ gia đình thu nhập cao hơn mức này và 50% hộ gia đình thấp hơn mức này. Cách tính này khác với cách tính trung bình quần lấy tổng thu nhập chia đều cho số hộ. Người Mỹ gốc Việt đến từ đâu? Theo Viện Chính sách Di cư MPI ở Washington, D.C., sự di cư quy mô lớn từ Việt Nam sang Mỹ bắt đầu vào cuối chiến tranh Việt Nam sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ năm 1975, dẫn đến việc Mỹ sơ tán khoảng 125.000 người tị nạn Việt Nam. Khi khủng hoảng nhân đạo và di dân ở khu vực Đông Dương gia tăng, nhiều người tị nạn và gia đình của họ đã được nhập cảnh vào Mỹ. Dân số người nhập cư Việt Nam đã tăng đáng kể từ thời điểm đó, tăng gấp đôi khoảng mỗi thập kỷ từ năm 1980 đến năm 2000 và sau đó tăng 26% trong những năm 2000. Con số này giảm xuống còn 12% từ năm 2010 đến 2019. MPI cũng cho biết rằng không giống như những quá khứ khi hầu hết người Việt Nam được nhập cảnh với tư cách là người tị nạn. Những người có được thường trú hợp pháp tại Mỹ ngày nay còn được gọi là thẻ xanh, chủ yếu thông qua việc đoàn tụ gia đình. Theo Cục Nhập tịch và Di trú Mỹ, Việt Nam xếp thứ 6 trong số những nước có người nhập tịch Mỹ nhiều nhất trong tài khóa 2023 với 32.800 người. Giấc mơ Mỹ. Người Mỹ gốc Việt khi so với các nhóm nhập cư khác, theo báo cáo của MPI vào 2021, thường có trình độ tiếng Anh hạn chế hơn, có trình độ học vấn thấp hơn và làm việc trong ngành dịch vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng thường có thu nhập cao hơn, ít chịu cảnh nghèo đói hơn và có ít thiếu thốn bảo hiểm hơn. Chỉ 11% người Việt nhập cư sống trong mức nghèo đói ở Mỹ, con số này tính trên toàn bộ người nhập cư tới Mỹ và những người sinh ra tại Mỹ lần lượt là 14% và 12%. Trong khi gần 70% người Mỹ gốc Việt đã và đang tìm thấy giấc mơ Mỹ, 30% còn lại cho rằng giấc mơ này nằm ngoài tầm với họ. Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết, những người Mỹ gốc Á trưởng thành cho rằng các yếu tố sau đây tạo nên giấc mơ Mỹ, xếp theo mức độ quan trọng giảm dần. Sự tự do lựa chọn cách sống, đời sống gia đình hạnh phúc, thoải mái nghỉ hưu, con cái có những cơ hội tốt nhất, sự nghiệp thành công, sở hữu một căn nhà, đóng góp cho xã hội, đến được Mỹ, trở nên thịnh vượng và sở hữu một doanh nghiệp. Cái nhìn về Việt Nam. Trong khảo sát của Pew, 84% người Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về Mỹ và 59% có cái nhìn thiện cảm về Việt Nam.
Khảo sát cũng cho thấy phụ nữ Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về quê hương hơn nam giới. Có 72% người Việt dưới 50 tuổi và 70% người Việt sinh ra tại Mỹ có cái nhìn đặc biệt tích cực về quê hương. Trình Hội, cựu giám đốc tổ chức Voice cho rằng, so với vài chục năm trước, quyền kinh tế của người Việt đã tốt hơn rất nhiều, quyền tự do đi lại cũng vậy, quyền phát biểu và dân sự khá nhiều hơn, tuy quyền chính trị vẫn xấu. Ông Hội đưa ra nhận định này tại một hội thảo về cộng đồng người Việt hải ngoại được tổ chức ở bang Oregon, Mỹ trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10 2023. Báo cáo của Pew cũng cho biết khi được hỏi liệu họ sẽ chuyển đến Việt Nam sinh sống nếu có cơ hội không thì khoảng 20% người Mỹ gốc Việt nói có. Đối với những người có câu trả lời là có, những lý do chính bao gồm sinh hoạt chi phí thấp hơn, gần gũi với bạn bè, gia đình. Một số ít nói rằng họ cảm thấy quen thuộc với văn hóa Việt Nam hơn, ở Việt Nam an toàn hơn và nhiều sự hỗ trợ hơn cho người già. Chia sẻ với báo chí hôm 8 tháng 8, ông Hồng Nhật Tiến nói hiện tại, ông và gia đình chỉ về Việt Nam để thăm họ hàng, đi du lịch, chứ chưa nghĩ đến chuyện sinh sống lâu dài. Người Việt nhập cư trái phép vào Mỹ. Không chỉ có số người nhập tịch Mỹ cao hàng đầu thế giới, số người Việt vượt biên trái phép vào Mỹ qua đường biên giới Mexico cũng tăng trong những năm gần đây. Theo thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, năm tài khoá 2023 ghi nhận 3.300 người Việt vượt biên giới phía Nam của Mỹ. Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022, số liệu từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho thấy số người Việt vượt qua biên giới Mỹ-Mexico trái phép luôn dưới 300 người. Có 102 nước trong danh sách vượt biên Mexico-Mỹ trái phép của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Việt Nam xếp thứ 26. Các nhà phân tích cho rằng sự khác biệt trong chính sách biên giới của ông Trump và ông Biden là một trong những nguyên nhân chính cho việc số lượng người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico tăng đột biến trong năm 2023. Cục Thống kê Dân số Mỹ cho biết, năm 2022 có 1,4 triệu người Mỹ gốc Việt đủ điều kiện bỏ phiếu. Người Mỹ nói tiếng Việt và chống cộng, anh là ai? Thật tình tôi đã rất cân nhắc khi viết về chủ đề này, bởi vì tính nhạy cảm của nó. Trước tiên cho tôi được xin lỗi đến quý vị, những người mà tôi có thể vô tình xúc phạm. Tôi cũng không cố ý mạo phạm đến phần đông người Mỹ gốc Việt chân chính. Những người đã luôn nỗ lực để có giấc mơ Mỹ, hội nhập xã hội Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Để những người trẻ tuổi có cái nhìn rõ hơn về cộng đồng người Việt chống cộng ở Mỹ, tôi mạn phép phác họa vài nét chân dung nổi bật, một vài nét thôi. Lẽ dĩ nhiên không phải tất cả những người chống cộng đều như là tôi mô tả. Nhưng tôi đồ rằng đó đã là những đặc điểm phổ biến nhất. Khi các nền tảng truyền thông bùng nổ, chúng ta có cơ hội tiếp cận gần hơn cộng đồng người Việt chống cộng ở bên kia nửa vòng trái đất. Và chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều có chung cảm nhận. Dù mỗi cá nhân trong số họ có hoàn cảnh kinh tế, vị trí xã hội hay mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm. Đó là sự cực đoan, tự tin thái quá, đôi khi đến mức lố bịch. Người Việt Nam nói chung có nhiều tính xấu. Học giả Trần Trọng Kim trong cuốn Việt Nam Sử Lược đã viết: về đàn trí tuệ và tính tình thì người Việt có cả các tính tốt và các tính xấu. Quý sự lễ phép, mến điều đạo đức. Tuy vậy vẫn hay có tính khôn vặt, cũng có khi quỷ quyệt và hay bài bác chế nhạo. Còn nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn thì khẳng định bệnh gian và tham của người Việt là không thể chữa được. Tuy nhiên bên cạnh những thói hư tật xấu, bên cạnh những vấn đề mâu thuẫn xã hội, người Việt cũng có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đậm sắc nhất là lòng yêu nước, sự đoàn kết, tinh thần tích cực, khiêm tốn, lạc quan, yêu đời và giữ niềm tin vào cuộc sống, mà tôi cho rằng khó có dân tộc nào hơn được. Người nước ngoài thường có xu hướng không xem trọng tính cách con người Việt Nam. Nhưng Paul Giảng đã viết trong Tâm lý người An Nam: dưới một khí hậu khắc nghiệt, họ chứng tỏ mình có những phẩm chất lớn lao về sự kiên trì. Dĩ nhiên một người bên ngoài thường có quan điểm thẳng thắn, khách quan. Tôi thấy lòng mình nghẹn nghẹn mỗi khi cả nước nhuốm đỏ cờ Tổ quốc để tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là niềm đam mê bóng đá, mà còn hơn thế nữa, đó là tình yêu Tổ quốc của người Việt, thường bùng nổ sau mọi chiến thắng của dân tộc.
Nói tóm lại, sự đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tình cảm gắn bó gia đình và sự lạc quan, nhiệt tình là những phẩm chất tốt đẹp của người Việt mà theo tôi là đáng kể và đáng để tự hào nhất. Chủ nghĩa tập thể là di sản của triết học phương Đông nói chung và Nho giáo nói riêng trong nhiều nước châu Á. Trong đó tất nhiên là bao gồm cả Việt Nam. Theo đó, một người luôn coi mình ràng buộc và kết nối với các mối quan hệ xã hội, coi trọng tập thể hơn là cá nhân. Cái tôi thường phải hy sinh hay nhường bước cho lợi ích chung của cộng đồng. Trong khi đó, nhiều quốc gia phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, thì coi trọng và đánh giá cao tự do và hạnh phúc cá nhân. Dĩ nhiên điều này đem lại nhiều lợi ích, giúp con người phát huy tài năng và xây dựng hạnh phúc cá nhân theo mong muốn của chính mình. Tuy vậy, chủ nghĩa cá nhân nếu được đẩy đi quá xa, có nguy cơ chuyển hóa con người thành những cá thể vô cảm, sống tách biệt với cộng đồng và có thể làm lung lay tế bào của xã hội, gia đình. Ở bên kia nửa vòng trái đất, thành phố Westminster với diện tích 26,2 km2 và dân số chưa đầy 100.000 người, không phải là thành phố lớn ở nước Mỹ. Song kể từ năm 1975 đến nay, sau khi có nhiều người Việt Nam tới đây định cư và dần chiếm tới hơn 40% dân số, đã hình thành ở đây một cộng đồng mà theo cách họ tự xưng, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Không hiểu vì sao họ có vẻ rất tự hào về tên gọi này. Và ở đây, thành phố Westminster, thủ đô của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, nơi diễn ra các cuộc biểu tình chống cộng ồn ào và dai dẳng, nơi câu chuyện của tôi bắt đầu. Trải qua gần 50 năm thực hành tự do, nhân quyền theo cách của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, Westminster có một sắc thái rất riêng, không lẫn vào đâu trong lòng nước Mỹ đa chủng tộc, bát nháo, cực đoan, nơi mà tư tưởng chống cộng đã trở thành dòng tư tưởng bao trùm, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, lấn át tất cả mọi quan điểm khác biệt. Thành phố Westminster, nơi gió tanh mưa máu, theo cách nói của bác Nguyễn Mạnh Cường, cựu cán bộ chương trình xây dựng nông thôn của nền đệ nhị Cộng Hòa. Sự cực đoan cùng với lòng thù hận và tâm lý tự ti của người thua cuộc đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những tính xấu của người Việt trỗi dậy, hình thành nên một hạng người không biết mình là ai, mình đang ở đâu và từ đâu tới. Họ có khuynh hướng nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ trích thái quá, kêu ca về đủ thứ, tỏ ra bất mãn và khó chịu với thành tựu của đất nước. Không chỉ vậy, lòng thù hận còn biến họ thành những kẻ tầm thường và hung hăng. Thói hám danh. Đầu tiên và cũng đáng kể là thói hám danh. Ở một đất nước đề cao chủ nghĩa cá nhân, người Việt tị nạn cộng sản luôn muốn có một danh xưng, nhằm tìm kiếm một vị trí trong xã hội, thể hiện cái tôi và để bịp đời, lừa người. Nào là sinh viên tiến sĩ luật, sĩ phu, nhân sĩ, nhà tranh đấu, nhà bất đồng chính kiến. Khi mạng xã hội phát triển, thì trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, nhà báo cũng nở rộ như nấm sau mưa. Chỉ cần lập một website hay tạo một kênh YouTube là có thể ngay lập tức trở thành nhà báo. Sự tự tin thái quá. Khi đang chìm trong tuyệt vọng, nhiều người sẽ khuyên bạn rằng ta có thể mất tất cả nhưng đừng bao giờ đánh mất sự tự tin. Thế nhưng, sự tự tin lại không giống như tài năng hay tiền bạc mà có càng nhiều càng tốt. Sự tự tin một khi trở nên thái quá sẽ trở thành lố bịch. Chúng ta chỉ có thể tự tin khi đã hiểu rõ chính mình, khi thực sự biết mình là ai, ở đâu, mới có cơ sở để tự tin. Các ông bà chống cộng thuộc loại bất chấp, dù là ăn trợ cấp xã hội hay chẳng có danh gì với núi sông, nhưng một khi đã xuất hiện trên mạng xã hội thì ngay lập tức trở thành những nhà hiền triết, những bậc cao minh, ăn nói đao to búa lớn. Sau khi thao thao bất tuyệt về những lý thuyết có tính xàm xí, lại kết thúc bằng một kết luận có tính xàm xí không kém. Lâu dần họ huyễn hoặc ngay cả chính mình. Họ nổ từ chuyện diễn giải lịch sử theo kiểu ngụy biện, thuyết giảng về tự do, nhân quyền, thứ mà họ chưa bao giờ hiểu, đến việc dạy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cách giữ nước, chuyện mà họ chẳng bao giờ biết làm. Nhà tranh đấu Ngô Kỷ trong một câu chuyện trên Forbonsa TV đã mạnh miệng tuyên bố: "Tôi là chân lý,
ai chống lại tôi đều sai cả. Không biết đường lối chống cộng của Ngô Kỷ như thế nào, mà đến nỗi ông ta được nhiều bạn bè trong nước gọi là đồng chí. Có thuyết âm mưu còn ngờ rằng Ngô Kỷ là cộng sản nằm vùng, bởi bao năm qua, nhà tranh đấu này đã hết lòng hết dạ, bỏ công bỏ sức, phá nát cái cộng đồng chống cộng, vốn đã chẳng lành lặn gì. Nhưng nói về sự tự tin thái quá trong cộng đồng người Việt chống cộng, mà không nhắc đến cái tên Kim Âu Hà Văn Sơn, thì có lẽ là một thiếu sót. Ông này thì quá tự tin, vẻ ngoài ngạo mạn, thái độ trịch thượng, lời lẽ thì hùng hồn. Nhưng được cái những lời ba hoa của ông ấy đều là chuyện trời ơi đất hỡi, có rất ít giá trị. Trong một video trên kênh cá nhân, Hà Văn Sơn nổ rằng lời ông ta có tính khai minh, những kết luận đậm tính suy diễn của ông ta là thông tin chính xác và rằng nghe ông ta thường xuyên sẽ nâng cao sự hiểu biết. Sợ kẻ mạnh, hiếp người cô. Số lượng người Việt định cư tại Hoa Kỳ ước tính hơn 2.300.000, chiếm 0,65% dân số hợp Trung Quốc. Có thể nói là không ít lắm. Nhưng 45 năm qua, chưa bao giờ họ dám tổ chức một cuộc biểu tình nào, coi cho được, để đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng người Việt, dù rằng họ cũng có nhiều điều ấm ức. Với chính quyền Mỹ thì cộng đồng tị nạn cộng sản là thỏ, là cày. Nhưng với đồng hương, lực yếu thế cô, thì họ lại là hổ báo cáo chồn. Chỉ vì bất đồng chính kiến, sẵn sàng nhe nanh múa vuốt, xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống, như vụ Trần Trường hồi năm 1999. Xã hội luôn phát triển và tiến lên phía trước, dòng người thì cứ đi, chó thì vẫn sủa. Quý vị hãy cứ sống chết với con đường mà quý vị đã chọn. Chỉ xin đừng bàn giao lòng hận thù cho con cháu. Không ai hạnh phúc thật sự khi phải mang đeo sự thù hận bên mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.